Tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết cái vấn đề avatar nhé. Nào xem nào. Trong thư mục của chúng ta vẫn giống như hôm trước thôi, chưa có gì gọi là nhiều cả. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục cho tôi. Tạo thêm một cái thư mục mới tên là upload đi. Upload SC. Được chưa? Tạo một cái thư mục mới tên là upload SC. Đi vào đây. Được chưa? Sau đó này. Tạo xong chưa? Sau đó kiếm một cái ảnh nhét vào. Kiếm một cái ảnh nào đấy. Ví dụ tôi ra image. Mình không có cái ảnh nào tử tế à? Đây, ví dụ cái mobile app My Trip này nhá. Tôi copy này. Tôi paste vào trong cái thư mục của đây. Tôi paste vào trong cái thư mục upload này. Được chưa? Mobile app My Trip.jpg đúng không? Đây nó xuất hiện ở đây này. Thấy chưa? Được chưa? Xong, bây giờ chúng ta sẽ paste cái đường dẫn như này vào. Và cho anh Nguyễn Vân Anh này. Nguyễn Vân Anh này. Upload được mobile mytrip.jpg. Về đây. Để hướng dẫn cho các bạn cách nó hiển thị như nào. Được chưa? Xem nhá. Bây giờ chúng ta vẫn cứ select sound from user XQ fed on như bình thường. Xong chưa? Bây giờ chúng ta thêm một cái TH là image avatar đây nữa, avatar ngoài này. Và ở trong cái TD này chúng ta echo ra. Nhưng mà chúng ta cắt cái đoạn này đi đã. Chúng ta sẽ có một cái ảnh ở trong này. Wow. Cắt đi. Chúng ta sẽ có một cái ảnh AIMG. Chúng ta set width cho nó. Width bằng 200 pixel. 200 pixel. SRC nó bằng cái user avatar trong này. Được chưa? Xong chưa? Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta coi ra ngoài trình duyệt reload lại thế ảnh chưa? Có những cái ảnh mà những cái thằng khác bị nul này thì cái ảnh nó chết đúng không? Còn thằng có ảnh này ra ảnh luôn đúng không? Xong chưa? Thế là cách chúng ta lấy ảnh ra từ cơ sở dữ liệu và hiển thị. Thì chúng ta lưu ở trong cái cột mà chứa nội dung là ảnh ấy, là lưu được cái đường dẫn vật lý từ trong cái thư mục upload vào trong ảnh. Được chưa? Đấy là cái logic. Bây giờ chúng ta up ảnh lên nhá. Chúng ta vào edit đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta có cái cột avatar này. Nhưng mà trước khi back lại này, vào edit của cái thằng có ảnh trước này. Được chưa nhỉ? Edit của thằng có ảnh thì chúng ta cứ vào trang edit.pp. Sau đó chúng ta sẽ ở ngoài này, ở ngoài cái đây name avatar đây đúng không? Chúng ta sẽ code pp ở đây. Ở cái vị trí đằng trước của cái input luôn ấy. Chúng ta thực hiện là if này $user cái cột là avatar khác null thì .pp và trong này chúng ta lại nhét cái ảnh vào.
thì tôi sẽ để ở đây một cái thẻ IMG có cái src bằng user avatar luôn. User avatar có cái width bằng 200 pixel. Thì nếu mà có ảnh, nếu cái giá trị của cột ảnh khác null thì nó sẽ hiển thị ra cái ảnh, còn nếu không có ảnh thì không hiển thị cái gì cả. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc upload, update ảnh lên server. Xong chưa? Xong đi nhỉ? Rồi, test thôi. Ra ảnh chưa? Được chưa? Có cái ảnh đây đúng không? Nếu mà thích thì chúng ta sẽ thêm một cái thẻ BR vào đấy nữa. Thêm thích thì thêm cái thẻ BR vào đằng sau này nữa. Và BR đằng này nữa. Để cho nó xuống dòng mà. Chúng ta chưa có CSS cho nên là chúng ta làm thủ công thôi. Còn nếu mà bây giờ ID bằng 2, ID bằng 4 chẳng hạn thì nó không có gì đúng không? Xong. Thì đấy là cái cách chúng ta sẽ làm việc với ảnh. Tôi kéo cái này xuống dưới. Đây, này lên trên. Xong. Bây giờ áp ảnh lên này. Các bạn ra không? Có ra ảnh không? 4 này. Nếu ảnh 3 này. Nếu có cái ảnh này. Được chưa? Bây giờ chúng ta áp ảnh lên server này. Chúng ta nhìn thấy cái name bằng avatar đúng không? Cái name bằng avatar đúng không? Nếu mà các bạn lưu ảnh, chọn một cái ảnh và đẩy cái file lên, thì để đẩy được file ấy, thì chúng ta ở trong cái form này chúng ta phải bắt buộc phải có thêm cái encrypt type bằng multipath xược form data thì chúng ta mới đẩy được ảnh lên. Không là nó chỉ đẩy mỗi cái tên ảnh lên thôi. Được chưa? Multipath form data. Encrypt type multipath form data viết vào. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ đây tôi đẩy sang save upload user đúng không? À, save update user. Đây, đây rồi. Bây tôi lấy file rồi này. File thì chúng ta có cái biến là avatar này bằng đô la gạch dưới file tên file. Và chúng ta tiến hành va đăm cái biến avatar cái ra xem nó là cái gì. Đai luôn nhé, để nó không chạy cái đoạn dưới. Được chưa? Xong chưa? Test thôi. Reload này. Chọn một cái ảnh này. Desktop image. Lấy cái ảnh này chẳng hạn đúng không? Open.
cái ảnh đây rồi nhá. Sao nó ra cái gì? Một cái mảng, một cái đối tượng, ở đây chính xác là một cái đối tượng thì đúng hơn, bao gồm name này bằng tên ảnh, đúng là cái tên ảnh tôi vừa đẩy lên đúng không. Tiếp theo này, kiểu là IMAP JPEG. Tiếp theo TMP name, chỗ này là cái chỗ nó lưu tạm, nó lưu tạm cái file ảnh của chúng ta đẩy lên server, nó lưu tạm đây. Sau đó lỗi không có sai ảnh bằng 285.051 bit thế nhỉ. Đó, bây giờ chúng ta lưu xuống này. Có ra, các bạn check đi xem có ra cái này không. Nếu mà ra như thế này thì mới được, thì mới là ở trên server nhận được ảnh. Bây giờ mới bắt đầu là lưu ảnh xuống. Bạn check đi xem có vấn đề gì không. Có ai không ra không? Trong lúc block code PHP ông lại viết thẳng cái thẻ ảnh vào thì làm sao mà chạy được. Yeah.
đâu có con số đâu, không nhìn vào con số nào, chờ đi đây này. Khuyên nếu mà máy không được thì chạy vào kia mượn một cái máy, chạy vào kia mượn một cái máy laptop. Cái lỗi đấy tôi cũng không fix được đâu, chưa biết là phải làm nào. Xong chưa, đẩy lên được chưa? Xong nhá. Rồi bây giờ kiểm tra, cắt cái này đi nha. Đây chúng ta lưu ở đây đúng không? Đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái này tạm thời. Cắt cái này đi. Tạm thời câu lệnh của chúng ta cắt cái này đi.
Bởi vì nếu mà người ta không chọn ảnh thì chúng ta vẫn phải giữ ảnh cũ cho họ, đúng không? Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau này. If dollar avatar của cái size mà lớn hơn 0, tức là có ảnh lên đúng không? File lớn hơn 0, size của cái avatar lớn hơn 0, tức là có ảnh lên trên này, thì chúng ta phải làm nhiều việc. Việc thứ nhất là lưu ảnh trên server bằng cách như sau. Chúng ta tạo ra một cái biến là file name bằng unique ID cộng với cộng chuỗi nhá, cộng chuỗi với cái một dấu trừ cộng với cái avatar ở cái giá trị là name như này. Vẫn giữ tên ảnh nhưng chúng ta cộng thêm một cái chuỗi, nó không bao giờ bị trùng nhau nữa. Nhét lên. Sau đó chúng ta sẽ có một cái hàm là move upload file. Ở đây chúng ta có avatar của cái element là tmp gạch dưới name, và di chuyển cái file này vào thư mục là upload sược cộng với, bây giờ sẽ để là cái file name vào đây luôn, thì nó sẽ là upload cộng với cái này, cắt đi, upload cộng với sược unique ID cộng với avatar. Và trong này tôi di chuyển cái file ảnh của tôi từ cái thư mục lưu tạm ấy vào trong cái file name theo đúng cái đường dẫn như này. Sau đó ở đây là tôi if cái này, cái hàm này nó sẽ trả về chúng ta giá trị là true hoặc false. Nếu mà di chuyển đấy thành công thì là true, còn nếu không di chuyển thành công thì là false. Thì chúng ta sẽ có như sau. Cái câu SQL nó sẽ cộng bằng với một cái string là dấu phẩy này, xong rồi avatar này bằng này hai chấm là file name, được chưa? Thì chúng ta ở phía ngoài này chúng ta sẽ có cái biến file name bằng rỗng, bằng null đi. Và trong này khi mà chúng ta lưu ảnh xong, chúng ta có ảnh sai ảnh lớn không ấy, thì chúng ta sẽ có cái biến file name bằng khác null đúng không, bằng một cái string. Sau đó cuối cùng chúng ta mới tiến hành là SQL cộng bằng với where id bằng 2.id. Và ở dưới này chúng ta by value, chúng ta by name email, chúng ta by tiếp cái chúng ta by tiếp cái upload avatar, thì chúng ta phải if cái biến file name khác null thì chúng ta mới tiến hành by vào đây, by cái avatar bằng file name đó như thế này, để lưu ảnh, để đặt tên ảnh. Đây là lưu ảnh. Nếu trả về chu thì lưu thành công, trả về phone thì thất bại.
Được chưa? Tí tôi sẽ đẩy cái code lên GitHub. Đây câu lệnh của chúng ta ý nghĩa là nếu có ảnh thì by đường dẫn ảnh vào câu query. Nếu upload ảnh thành công thì thêm câu lệnh thì update câu lệnh SQL. Nếu không thêm thành công thì sao? Nếu không thêm thành công thì chúng ta sẽ set lại cái file name bằng null. Thì ở đây chúng ta không phải set cái biến ở trên này nữa. Xong nhá. Các bạn dưới xong chưa? Test này. Back lại nhá. Tôi sẽ chọn một cái ảnh là cái ảnh soft skill này nhá. Tạo mới. Ôi giời ơi. STMT. Dòng 42. 42. À đây, thiếu chỗ dấu phẩy. Reload lại. Đó. À, ừ, 2.filename. Xin lỗi các bạn. Ghi lại. Lỗi gì ta? Undefined web server on the line 32 index 32 ở đây avatar khủng lắm. Xong edit nhỉ? Tức là của tôi nó không insert thành công, nhưng mà của bên Windows các bạn sẽ insert thành công đấy. Các bạn thử lại đi. Ở đây thì, và đặc biệt lưu ý cho các bạn Linux này. Nếu mà bạn nào sử dụng Linux ấy, thì do chúng ta bị cái vấn đề là quyền truy cập, tức là chúng ta có quyền đọc tất cả các file, nhưng mà quyền ghi chưa chắc đã có. Đấy chưa? Quyền ghi cho thư, ghi dữ liệu cho thư mục chưa chắc đã có, thì chúng ta phải mở cái terminal lên. Đó là sudo chmod cách trừ -r cách 777 hoặc là 755. Được chưa nhỉ? Cho cái thư mục upload của mình và gõ path vào. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là tôi sẽ up được ảnh lên trên server. Edit này. Chọn một cái ảnh khác. Update. Tạo mới. Ủa. Xong được ta? Không lưu được. À, các bạn chờ tôi tí nhá. Vì sao không lưu nhỉ? Move upload file avatar tmp name và dump avatar tmp name die người mà. Permission denied.
phân quyền chưa được. Rồi. Phải quyền 777 cơ mới được. Thì bây giờ chúng ta thấy cái ảnh nó lên trên server đúng không? Yeah. Ảnh tôi vừa upload này. Tôi up thêm cái ảnh khác nhá. Cắt cái này đi. Tôi up lên cái ảnh soft skill này. Soft skill 1. Open. Sao ảnh mới đúng không? Và ảnh mới cũng có mặt trên server luôn. Đây, ảnh nó to lắm. Đúng không? Đấy là lưu ảnh trên server. Tôi đẩy code lên nhá. Để các bạn ngó xem nó có cái gì cần hỏi thì hỏi luôn. Bên Windows chúng ta không cần phân quyền. Nhưng mà ở bên Linux ấy, thì các bạn phải phân quyền thư mục thì nó mới được phép ghi. Còn nếu không phân quyền là không được đâu. Đẩy lên rồi đấy. Các bạn lên GitHub lấy đi. Thank you.
Nhào cơ như này. Tôi nhắc vào như này. Giờ không biết cái gì này chết ra. Có cái ngu điều phải chín thứ nhất sáu nó lên cái này mà áo
theo thì một trong đó cũng bị sai đấy thì không phải sai. Em ba không ba được thành thành đấy. Trời ơi. Mày đi mày có muốn giống cách của không? Không có giống cách của cô là gì sao? Đốt à, thế có kim dư cái gì đấy? Đây là cái này. Cái này mà thế nếu nó lên ảnh thì sao? Thank you.
Ở trên lớp thì cứ theo được tôi đấy. Xong rồi về nhà rồi muốn vẽ thêm cái gì vẽ, tạo project mới ra mà vẽ. Xong chưa?
Đấy là upload ảnh lên server. Còn khi thêm mới thì sao? Nào, nghe đây. Thế khi thêm mới dữ liệu thì sao? Chúng ta có một cái create.php đúng không? Bây giờ tôi làm luôn cho thêm mới này. Create.php thì chúng ta cũng cần phải có encrypt type bằng multipath sược form trừ data. Như này đúng không? Ở đây chúng ta cũng có cái input file bằng avatar. Được chưa? Thì chúng ta sang cái đoạn, thêm cho tôi cái đoạn này vào trước này. Cái này dễ rồi, copy từ bên kia sang. Sau đó đến save user đúng không? Cái file lưu dữ liệu, save user ở đây. Thì trong cái câu lệnh insert này này, được chưa? Trong câu lệnh insert này thì chúng ta không cần phải ngại ngùng nhiều như cái bọn bên kia nữa. Cái bọn update là cái bọn rắc rối nhất. Bọn bên này thì dễ cực kỳ. Password này, tự tin nhét vào đây cái avatar, hai chấm vào đây luôn. Đó. Xong rồi sao? Chúng ta có một cái biến file name bằng null luôn. Set cho nó thẳng bằng null luôn. Sau đó if, à quên nhầm, lấy dữ liệu trên kia đã. Lấy dữ liệu ở đây là file avatar bằng đô la gạch dưới file của cái input field là avatar. Đó. Nó giống như bên kia thôi mà, không khác gì cả. Chẳng qua bên này chúng ta code ít hơn. If cái biến avatar có cái attribute, có cái element là size lớn hơn 0 thì cái file name bằng lại upload, upload sược unique ID cộng tiếp với string là dấu trừ cộng với cái biến avatar cột là name. Sau đó chúng ta sẽ move upload file avatar tmp name và file name. Nếu chúng ta if cái này, à, chúng chẳng cần phải if. Sau đó là chúng ta tiến hành nhét vào đây, dd vào đây là avatar bằng cái biến file name. Nhét vào. Đây làm kiểu ẩu. Còn nếu mà làm cẩn thận thì các bạn làm giống như bên kia là được. Hả? Ờ, copy paste xong là xong. Cho nó nhanh. Nhưng mà nên gõ lại khoảng một vài lần cho nó nhớ. Tôi rất hay quên cái đoạn này. Tôi cực kỳ hay quên, tôi toàn nhét vào đây là name thôi. Hả? Tôi hay bị quên cái đoạn là move upload file này này. Chỗ này tôi để hay để là name. Thế là nó báo fail. Cái thứ hai là tôi dùng Linux cho nên là quên không phân quyền giống lúc nãy. Thế là xong. Có người gọi mình này chẳng.
Được, thì 9 giờ là về mà. Xong chưa? Đẩy cốt lên nhá. À, test cái đã. Add user này. Đây là someone. Đây là admin a@gmail.com. Password là 123456. Avatar. Còn cái này. Tạo mới. Được chưa? Lên ngay lập tức. Rồi. Đấy là chúng ta đã xong cái bộ thêm sửa xóa dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu cho một bảng. Còn cho nhiều bảng thì chúng ta làm câu lệnh SQL nó phức tạp hơn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp sang một cái phần mới. Sang một cái phần nữa ở trong cái chương trình của chúng ta. Nó là sang về hướng đối tượng. Lập trình hướng đối tượng OOP. Dãy này chưa nhỉ? Chưa. Chẳng nhớ. OP là viết tắt của từ Object Oriented Programming. Lập trình hướng đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ với cái chương trình, với cái phần này, chúng ta sẽ, mục đích của chúng ta là sẽ làm quen với class. Class và bốn tính chất của class, đó là trừu tượng, kế thừa, đóng gói và đa hình. Đó, chỉ đơn giản thôi. Sau đó chúng ta thực hành, bằng cách là tạo ra một cái lớp để giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn nhiều so với cái việc chúng ta đang làm này rất là nông dân, khổ cực kỳ. Gì đấy? Không biết chỉ trỏ hay gì đấy? Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ bắt đầu về từ ngay từ bây giờ sang OOP. Sao mình nhiều bút vậy? Ờ, thấy không ạ? À? Rồi. Vậy mục đích chúng ta phải code cái object, cái OOP này để làm gì? Thì là như sau. Nguyên nhân là như sau. Các dự án của chúng ta ấy, các dự án sau này, các dự án web của chúng ta thì tất cả nó đều thực ra là một mục đích là cung cấp thông tin cho người dùng, đúng không? Cung cấp thông tin và quản lý những cái hệ thống trong công việc thực tế, đúng không? Thì đấy là cái điều mà tất cả hệ thống đều phải làm, và trong tất cả các hệ thống, cứ cái gì liên quan đến cuộc sống thì nó sẽ liên quan đến những cái sự vật, con người, đúng không? Công việc, tất cả mọi thứ. Thì những cái thứ liên quan đấy thì nếu mà với những ngôn ngữ cơ bản, với những cái ngôn ngữ bình thường ấy, người ta rất khó để mô tả, gần như là không thể mô tả lại được một cái đối tượng trong cuộc sống và trong code được, với những cái kiểu dữ liệu chúng ta đã học qua, ví dụ như kiểu là số này, string này, mạng này, boolean này, chẳng có kiểu nào mô tả được con người, hoặc là một sự vật, là một đối tượng, được chưa? Thì chưa hết, để mô tả được thì chúng ta phải hiểu là cái đối tượng là cái gì đã. Ví dụ trong hệ thống của tôi vừa mới làm là hệ thống làm về quản lý sản phẩm của sinh viên của trường cao đẳng, thì chúng ta phải để làm cái dự án đấy, chúng ta phải mô tả được, phải hiểu được là cái sản phẩm nó là cái gì, nó cần có những cái gì, thì chúng ta mới đem vào ta code được, đúng không? Thì trong một hệ thống á, tất cả những cái thành phần như kiểu là một cái sự vật, nó hữu hình hay là vô hình đều phải mô tả ấy. Ví dụ như sản phẩm trong nghề lập trình ấy, đúng không? Sản phẩm chúng ta là trang web, đúng không? Sản phẩm mình là trang web, mình có sòi không? Sòi đó. Đừng chém. Cốt đây này. Vẫn nhìn thấy cốt đây này. Không sờ trực tiếp thôi, sờ gián tiếp, đúng không? Thì nó là những cái sự vật
liên quan vào hệ thống, ví dụ như nói cái gì nó gần gần nhỉ, mô tả lại cái lớp học của mình. Trong lớp học này có những cái sự vật này, các bạn thử nhìn cho tôi nhỉ, bàn, ghế, ở đây thực ra chỉ có bàn thôi, bàn này là liền kề gì nữa, quạt, thực ra là quạt, quạt điều hòa, ờ đúng rồi, điều hòa, dây điện, gì nữa. Sao mà mày toàn nhìn đến những cái mà sao nhìn đến những người xung quanh ở đây quản lý cả lớp học cơ mà, thì làm sao phải có tên lớp học đầu tiên, đối tượng tối quan trọng nó là cái đối tượng lớp học đã, đúng không, đối tượng lớp học đã. Sau cái đối tượng lớp học đấy thì có cái gì, có tên lớp học này đúng không, có cơ sở vật chất này đúng không, có địa điểm này, có diện tích này, đúng nhá, đấy là cái đối tượng lớp học. Tiếp theo là cái đối tượng sinh viên, đúng nhá, sinh viên là chính là chúng ta đấy. Sinh viên thì cũng có tên sinh viên này, có tuổi, địa chỉ, đúng nhá, giới tính. Ở đây có đứa nào không có giới tính không? Thằng Văn có giới tính không? Được chưa? Rồi thì làm cái gì? Sau đấy mới đến những cái đối tượng không quan trọng khác, đúng không? Ví dụ như laptop chẳng hạn, không có laptop thì mình biết vở, đúng nhá? Thì đấy là những cái thứ, những cái thành phần họ đóng vai trò là tham gia vào trong cái hệ thống quản lý lớp học của mình. Thế thực ra bàn ghế các bạn nói cũng không nói là sai. Không có bàn thì ngồi đất, đúng không? Nhưng mà để hình thành những lớp học thì chơi hết phải có cái lớp học, sau đó là có sinh viên, có giảng viên, đúng không? Thì đấy đó là những cái thành phần nó sẽ quan trọng tham gia hệ thống của mình, được chưa nhỉ? Nhưng mà ví dụ nhá, mô tả lại đơn giản những cái thứ mà không quan trọng của các bạn đi, ví dụ mô tả cái quạt của các bạn, mô tả của tôi như thế nào, làm ăn đi, rồi làm ăn anh Văn làm ăn đi. Ông cứ thử mô tả ấy. Em nhìn nhận cái quạt này là như nào? Ờ, ba cánh. Số cánh là ba cánh. Màu sắc là màu xanh. Không quay. Trạng thái là không quay. Sông nghèo đà. Em bắt em không mơ. Nga mô tả tiếp với quạt bổ sung cho nó. Em làm. Và cũng những cái sự vật mà không liên quan, không phải là động vật ấy, người ta gọi là trọng lượng. Lần này. Đó. Kích thước. Tiếp đi. Vẫn còn nữa. Gì kiểu. Kiểu, rồi. Kiểu là kiểu gì? Kiểu là ba cánh đấy. Chiều. Gì nữa? Đúng rồi, hạng sản xuất. Năm sản xuất. Năm sản xuất, đúng rồi. Còn gì nữa? Hạng sử dụng. Rồi ok xong, chúng ta đã xong về những cái thuộc tính của đối tượng đúng không? Nhìn nghe các bạn mô tả chúng ta có vẻ hình dung được cái quạt rồi đấy, đúng không? Có vẻ hình dung được cái quạt rồi đấy. Thế bây giờ cái quạt này nó có khả năng làm gì? Thả mát. Nó có mát không? Nếu đúng thì nó có khả năng mà quay. Quay là cái gì? Hả? Cái gì? Không, quay không phải là hành động. Quay không phải là hành động. Đúng không? Khi mà nó quay thì sao? Nó sinh ra gió và nó tốn điện.
được chưa? Do là bạn thể cái kiểu đẹp chụp cho ta là gì? Đúng không? Ngoài cái việc quay còn hành làm gì nữa? Không quay. Không quay. Còn hành làm gì nữa? Ông cứ chê nó đây, tí nó sẽ xảy ra hành động rơi như vậy. Đúng không? Thế vậy thì bây giờ tóm lại chúng ta đang mô tả cái quạt đúng không? Thì quạt nó có phải là đối tượng không? Quạt là đối tượng. Đối tượng thì phải đảm bảo hai cái vấn đề. Đó là cái gì? Thế giờ nó mô tả lại hạn sử dụng chẳng hạn. Thì nó là gì? Thuộc tính và hành động. Được chưa? Thuộc tính và hành động. Bây giờ nhá. Ngà tiếp đi. Tôi thấy cô bạn vừa hay. Mô tả cho tôi thằng béo béo áo tí kia. Nhìn nhau ra. Nhanh. Mô tả. Thuộc tính trước. Đi vào thuộc tính. Tên. Tuổi, cân nặng, chiều cao, giới tính, khác sở xuất, khác sở xuất, khác sử dụng, màu sắc, ngày sinh quê quán, bắt đầu thì giống con người đấy, gì nữa? Chị nhớ hả? Chị nhớ học vấn. Cái này thì rất giống con người. Gì thế nào? Hành động đi. Chuyển sang hành động đi. Hát, cười, nói. Rồi, hát, cười, nói. Thì đấy là hành động nhá. Thì đấy là chúng ta muốn mô tả để một cái đối tượng nào xoay quanh tất cả hai cái thứ này. Được chưa? Xong. Thế bây giờ với đối tượng này chúng ta có thể dùng cái kiểu dữ liệu để mô tả được không? Mạng không được không? Chém. Lại chém. Mạng không mô tả cho tôi cái hành động ăn của ông này. Cái quả mùi nước đá. Hả? Mạng mô tả được hành động không? Không đúng không? Đúng chưa? Mạng cùng mạng chỉ mô tả được thuộc tính không? Ví dụ đô la đá và một cái mạng. Đúng không? Cái mạng này có tên là name bằng Bùi Đức Đàm gì gì đấy, đúng không? Phải age tuổi đúng không? Bằng 16. Phải quê quán hôm sau bằng Vũng Tàu này này, đúng không? Nhưng bây giờ nó không thể mô tả cho chúng ta về cái hành động đúng không? Đúng chưa? Thế vậy thì sao? Bây giờ muốn đưa ông Tết vào trong hệ thống thì chúng ta bắt buộc phải tạo ra. Chúng ta bắt buộc phải tạo ra một khái niệm mới, người ta gọi là tương đương với việc tạo ra một kiểu dữ liệu mới. Tạo ra một kiểu dữ liệu mới do chính mình tự định nghĩa ra. Được chưa? Để phục vụ cho hệ thống của mình. Thì người ta gọi cái kiểu dữ liệu đấy đó là class. Cái từ khóa là class. Được chưa? Rồi, bây giờ trong cái L22 này tôi sẽ tạo ra tôi tạo ra một cái OOP, tạo ra thư mục mới đi. New là OOP. Ủa? Thấy nó sai. Đây ở ngoài này chứ.
OP. Đây là L I2 trừ OP. B vào đây. Xong. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn tạo ra một cái lớp mới nhá. Chúng ta new file này là cứ để là index.php đi. Được chưa? Viết code PHP trong này. Bây giờ tạo một cái đối tượng mới này. Chúng ta có class cách tên đối tượng hoặc là tên kiểu dữ liệu mới thì chúng ta đặt là chẳng hạn đặt là cái quạt ta. Tôi đặt là động vật nhá. Động vật. Được chưa? Là tên kiểu dữ liệu mới. Đóng mở hoặc nhọn. Được chưa? Tiếp theo. Bây giờ chúng ta định nghĩa thuộc tính này. Định nghĩa thuộc tính này. Ví dụ chúng ta có cái thuộc tính là tên con vật đấy, thì chúng ta có var là cái gì? Tên và tuổi. Thì ở đây chúng ta thấy là cái gì? Ở đây là các cái biến nằm ở trong phạm vi của cặp dấu ngoặc nhọn này. Tức là nằm trong phạm vi của lớp thì nó sẽ trở thành thuộc tính. Chưa? Xong chưa? Tiếp theo này, hành động nhá. Hành động thì dạng hành động chúng ta có function. Hành động là hát chẳng hạn. Được chưa? Thì trong cái hành động hát này chúng ta viết code như bình thường, ví dụ echo em đang hát. Ví dụ thế. Đúng chưa? Thì đây là chúng ta tạo ra hành động. Sau này có những cái hành động khác lại tạo ra function mới. Vậy thôi. Còn hiểu sâu hơn thì từ từ cứ bình tĩnh. Được chưa? Xong đến đây chưa? Tiếp tục nhá. Đấy. Chỉ đơn giản này là sao tạo xong một đối tượng rồi. Bây giờ tiếp tục này. Thế dùng cái đối tượng này để mô tả lại con động vật như nào. Ví dụ tôi có một cái biến là con trâu. Con trâu. Chúng ta tuổi gì nhỉ? Chuột à? Con chuột. Rồi. Con chuột này là kiểu dữ liệu của nó là kiểu động vật. Thì chúng ta bằng new động vật đóng mở ngoặc như này. Được chưa? Bây giờ chúng ta va đam đi. Va đam con chuột. Xong chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta có L22 trừ OOP index.php. Chúng ta nhìn thấy gì đây? Kiểu dữ liệu là gì? Object. Kiểu object là gì? Động vật. Động vật. Được chưa? Trong cái con động vật này nó có thuộc tính là tên, tuổi. Đúng không? Bởi vì khi mà nhìn một cái đối tượng người ta chỉ nhìn được ra cái tên, cái thuộc tính thôi. Chứ không biết là cái hành động của nó diễn ra nó sẽ như thế nào, đúng không? Cho nên là không output được ra cái hành động đâu. Thì ở đây chúng ta có, khi mà va đam chúng ta thấy là rất là rõ ràng cái biến con chuột này. Nó là kiểu dữ liệu là động vật. Nó là một cái object. Đúng chưa? Xong. Đây là object này, tiếp theo này. Tôi sẽ thực hiện là con chuột. Nó cũng sẽ có tên đúng không? Chúng ta đặt cho con chuột này tên là Mickey. Con chuột sẽ có tên bằng Mickey chẳng hạn. Đấy chưa? Đây là phép gán giá trị cho một thuộc tính của đối tượng.
Không nhỉ? Bây giờ chúng ta lại tiếp tục vào đăng. Con chuột ra. Được chưa? Bây giờ nãy chúng ta có tên bằng gì? Nun. Được chưa? Bây giờ chúng ta F5. Con chuột bằng gì? Tên là Mickey rồi. Đúng không? Thì đấy là chúng ta gán giá trị cho một thuộc tính. Thuộc tính ở đây là tên. Thì các bạn để ý cho tôi này. Cái phép gán. Cái phép trỏ đến này. Đây là trỏ đến thuộc tính của một đối tượng. Chúng ta hình mũi tên nhé. Chỉ đơn giản vậy thôi. Được chưa? Xong. Thế bây giờ tôi muốn lấy ra cái. Đây tôi gán tiếp. Tôi gán tiếp là cái tuổi. Con này chắc phải 70-80 tuổi rồi. Đúng không? Ví dụ cho là 80 tuổi đi. Thì chúng ta output ra thì các bạn sẽ nhìn thấy nó là tên thì là kiểu dữ liệu là string, độ dài 6, giá trị là Mickey. Thuộc tính tuổi thì có kiểu dữ liệu là in, giá trị là 80. Được chưa? Xong. Bây giờ tôi lấy ra chỉ một giá trị tên thôi. Thì tôi làm như nào? Lấy một duy nhất một cái giá trị tên để tôi hiển thị thôi. Để hiển thị thôi. Thì tôi làm nào? Đơn giản lắm, trỏ đến tên này xong. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó ra là string là Mickey. Được chưa? String Mickey. Đấy là chúng ta vừa thực hiện cái việc là tạo ra đối tượng này, tạo ra một biến thuộc về cái đối tượng này, gán giá trị cho các thuộc tính của cái biến đấy, của cái đối tượng vừa mới tạo ra. Bây giờ thì chúng ta dùng như thế này. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Tôi làm này có được không? Nam là được đi. Bởi vì động vật mà nó chỉ có được cái thôi. Này có được không? Vì sao? Chưa có thuộc tính này đúng không? Chém. Đấy. Sao? Thế nó đi ngược lại hết định luật vật lý thế giới ạ? Không, cái chuyện này chuyện bình thường nhá. JavaScript chúng ta làm được cái việc này. Và chúng ta từng làm rồi. Bởi vì sao? Bởi vì những cái việc mà chúng ta chủ động thêm cái thuộc tính và chủ động gán giá trị cho nó bất cứ khi nào của đối tượng ấy, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động thêm thuộc tính và gán giá trị cho thuộc tính bất cứ khi nào chúng ta thích. Đó là chuyện bình thường. Và chỉ có các ngôn ngữ thông dịch như PHP, JavaScript thì mới làm được. Được chưa? Còn các ngôn ngữ biên dịch, ví dụ các bạn học ở trường là C này, C cộng cộng này, Java, C Sharp, thì chúng ta phải định nghĩa rõ ràng ra cái lớp của chúng ta làm cái gì. Sau đó là dùng, chỉ dùng trong cái phạm vi là các cái thuộc tính mà chúng ta được định nghĩa trước đấy. Đúng không? Nếu mà tự động tạo trỏ đến một cái tự động chấm đến một cái thuộc tính mà chưa được định nghĩa thì nó sẽ báo lỗi ngay. Đúng không? Thì ở đây chúng ta thoải mái tạo ra các cái thuộc tính mới và gán giá trị cho nó bất cứ lúc nào cũng được. Được chưa? Xong. Gì nữa? Bây giờ cho con chuột này hát. Đúng không? Chúng ta tạo nó chỉ tạo được bằng cách này thôi. Bây giờ cho nó hát này. Con chuột trỏ đến hành động hát thì đóng ở ngoặc vào. Và chúng ta bỏ cái va đâm đi. Bỏ cái va đam đi, chỉ là con chuột trỏ đến hát thôi. Nó cũng là trỏ đến đúng không? Nhưng mà nó khác so với thuộc tính ở chỗ là nó có thêm cái đóng mở hoặc đặc trưng của hàm. Được chưa? Tập trung nha, cố gắng phần này chúng ta hiểu. Mấy nữa học đến 4 thuộc tính hại não lắm. Đến phần các thuộc tính hại não cực kỳ luôn. Cho nên là cố gắng phần này tập trung vào.
Rồi, em đang hát đúng không? Xong chưa? Thì đấy là thực thi một hành động của đối tượng. Xong chưa? Dễ nhỉ? Cũng dễ. Tiếp theo nhá. Chúng ta coi này. Em đang hát, nhưng em hát bài gì? Em hát tên em này. String. Chúng ta nhìn nhá. Dollar this. Thêm một cái mới này. Dollar this. Trỏ đến. Name. Được chưa? Chúng ta coi. Vẫn thực hiện cái hành động hát này. À tên, tên. Xin lỗi các bạn. Tên. Em đang hát Mickey này. Được chưa? Tôi tạo ra một cái con nữa để cho nó hát tiếp nhá. Echo BR. Tôi tạo ra một con mèo bằng new động vật. Con mèo này nó có tên là bằng tôm. Tôm đi chơi với Mickey. Bây giờ đến con mèo cũng hát. Được chưa? Hai con này cùng hát, các bạn xem output này. Sao? Thế cái this này là cái gì? Một cái là em hát Mickey, một cái là em hát tôm. Thế cái this này là cái gì? Hả? Không phải là cái, không, đừng nói là cái lớp đấy nhá. Phải là cái đối tượng thực thi hành động ấy. Được chưa? Cái this này nó trỏ đến chính là cái đối tượng đang hát ấy. Được chưa? Thì cái đối tượng đấy thì bản thân nó đang có gì? Nó đang có thuộc tính, nó đang có hành động, đúng không? Chẳng qua là chúng ta chỉ hiển thị ra một cái thuộc tính nó đang có thôi. Được chưa? Ví dụ nha, bây giờ cả Đàn và thằng Văn đều có cái hành động là giới thiệu, đúng không? Đúng nhá. Thì giới thiệu là giới thiệu tên mình, đúng không? Thì thằng Đàn sẽ bảo là em tên là Đàn, Văn sẽ bảo là em tên là Văn. Bởi vì trong đấy xin ghi em thế, đúng không? Chứ bây giờ chẳng lẽ thằng Văn sẽ bảo em tên là Đàn, cú ấp đáng chết ngay, đúng không? Cái this là các bạn nhớ rồi, cái this là trỏ đến chính cái đối tượng đang thực thi hành động. Đi chuẩn đâu không? Đi chưa? Ngâm đi, xem có hiểu không? Thằng này vẫn còn đang Facebook. This là đối tượng đang thực thi hành động. Được chưa? Thế ví dụ như thằng tôm này, con này là tôi ở trong cái hành động hát, tôi viết thêm vào trong kia, viết thêm vào đây. Hát em năm nay Dollar trỏ đến tuổi. Thì sao? Thằng ở trên, thằng Mickey kia sẽ hiển thị cái gì? Em đang hát Mickey, em năm nay 80. 80, làm gì có chữ tuổi. Đúng chưa? Thế còn thằng tôm này sao? Em đang hát tôm. Em năm nay có chữ nút không? Echo thì làm sao hiển thị giá trị của nút? Đúng không? Thì chỉ dừng lại là em năm nay hết. Đúng chưa? Đó, của thằng nào thằng ý hưởng. Được chưa? Đấy là cái this, cái từ this. Sau này còn nhiều từ đau đầu hơn cơ. Từ bình tĩnh. Xong chưa? Rồi, đến cái khó hơn nhá. Cái gì khó hơn ta? À đây. Rồi. À, bây giờ nhé. Ví dụ Hải đi,
Ảnh hôm nay, ảnh bây giờ bao nhiêu cân? Trọng lượng là bao nhiêu cân? Ảnh chữ cho từng con số chính xác. 69 cân. Thế bây giờ ăn vào thêm 1 cân nữa thì nặng là bao nhiêu cân? 69 cân. Ông nhắc thêm 1 cân nữa mọi người, ông vẫn nặng 69 cân. 70 cân. Thế tức là cái gì? Hành động, ông vừa thực hiện cái hành động là ăn, đúng không? Cái hành động ăn của ông ấy, nó sẽ tác động đến cái thuộc tính là cân nặng của ông, đúng không? Đúng nhá. Đấy, hành động đấy. Khi một hành động của đối tượng xảy ra, nó hoàn toàn có thể là thay đổi cái thuộc tính của chính hành động đấy. Nghĩ thử xem. Đúng không? Khi một hành động xảy ra thì nó có thể làm thay đổi giá trị của các thuộc tính của chính cái đối tượng này. Đúng chưa? Ví dụ thằng Văn bây giờ đang hết tiền. Bây giờ giữa tháng đang hết tiền ạ. Tự nhiên tôi đưa cho nó 100.000. Thì có phải là cái giá trị của cái thuộc tính là tài sản nó tăng lên 100.000 không? Đúng không? Thì sao? Thế vậy bây giờ chúng ta có gì? Ví dụ chúng ta có thuộc tính là va cân nặng. Chúng ta có thêm cái hành động là function là ăn nữa. Ăn đây là khối lượng thức ăn. Được chưa? Thì khi mà ăn vào thì phải lên cân nhé. Thì chúng ta sẽ có là đô la this trở đến cân nặng cộng bằng cái khối lượng. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có thằng Mickey này không hát nữa mà nó ăn. Ăn xong thì va đâm con chuột. Va đâm thôi. Tôi đắp ticket nó lên, tôi di chuyển nó lên trên trước khi ăn. Con chuột này trước khi ăn và sau khi ăn xem nó thay đổi như thế nào. Còn đoạn con mèo này tôi cứ từ từ thong thả. Được chưa? Rồi chúng ta coi nhá. Ăn thì phải ăn số lượng đúng không? Ăn 1. Từ từ đã, bình tĩnh. Khối lượng này. Cân nặng ban đầu đang bằng là ví dụ tôi set mặc định cho nó. À không, không cần đấy. Chúng ta sẽ set cân nặng cho con này. Con chuột có cân nặng bằng 2 cân chẳng hạn. Sau khi ăn thêm một cân thì nó sẽ nặng bao nhiêu cân? Được chưa nhỉ? Chạy nhá. Con động vật tên là Mickey, tuổi 80, cân nặng 2 cân. Được chưa? Sau khi thực hiện hành động ăn thì chúng ta va đam ra nó sẽ có cân nặng bằng 3 cân. Được chưa? Thì ở đây chúng ta chứng minh một điều là ở trong cái this này chúng ta vẫn tác động được đến các cái thuộc tính của đối tượng. Được chưa? Vẫn cộng trừ nhân chia như bình thường. Được chưa? Vẫn cộng trừ nhân chia như bình thường. Xong chưa? Đấy. Thế là tạm về đối tượng. Nghĩ một tí và nghỉ 10 phút. Chúng ta tiếp tục về hàm khởi tạo của đối tượng cũng như là các cái tính chất đầu tiên trong hướng đối tượng. Năm mươi.
ngồi luyện tạo ra một cái lớp khác mình dùng gửi bây giờ các bạn luyện tập tạo ra một cái lớp là lớp sau 5 phút nữa nhé. Cứ nghỉ mà nghĩ. Sau 5 phút nữa tạo cho tôi cái lớp là máy tính. Tôi muốn các bạn mô tả cho tôi được cái máy tính. Thế các bạn muốn mô tả nào, mô tả cứ coi như đây là các bạn tạo ra một cái lớp máy tính để phục vụ cho cái hệ thống là cửa hàng bán máy tính. Các bạn thấy số chẳng hạn.
Làm cho tôi cái lớp máy tính nhá.
anh xong chưa? Có vẻ đồ gấu vậy. Echo ra cái tên của nó là được rồi. Tôi xem các bạn xác định nó như thế nào. Coi xong chưa? Nói chuyện nhá. Thường thường ấy, các bạn lưu ý này. Thường thường mỗi một cái lớp, mỗi một class ấy, chúng ta sẽ tạo ra một cái file chỉ chứa riêng những class đấy thôi. Không chứa thêm mối quan hệ nào khác. Yeah, chúng ta tạo một file mới. Tên là máy tính. .php. Yeah. Các cái file chứa class thì thường thường tên class như nào tên file giống y hệt vậy. Nó khác mỗi cái đuôi là .php thôi. Và tên class các bạn lưu ý đặt này. Tên class ở trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng thế, chúng ta hay người ta hay đặt theo kiểu là dạng này class máy tính. Thấy chưa? Tất cả các chữ cái đầu tiên của các từ đều viết hoa hết. Đóng mở ngoặc này. Thấy chưa? Chúng ta có các cái thuộc tính. Và là gì nào? Tên. Ngoài tên với tuổi ra ông có cái gì nữa không? Gì? Hãng. Hãng sản xuất. Và giá. Và màu. Và CPU. Và RAM. Ví dụ vậy. Dung lượng, dung lượng, cái thứ kiểu nữa đúng không? Một cái mạng. Để làm gì? Là sao? Tôi chưa hiểu ý không? Ừ. Thì tên biến nó là cái gì? Được. Được. Được, chẳng có gì không được à? Ví dụ cấu hình. Chúng ta xem. Nó kiểu dữ liệu của nó sẽ là sau này sẽ là một cái mảng đúng không? Thì cứ để là cấu hình nhưng sau này sẽ sao? Quay ra quẩn vào nó là biến đúng không? Biến thì ông xét nó là cái gì chả được. Đúng chưa? Rồi.
Hàm thì có những cái gì? Hành động thì có những cái gì? Hành động có gì? Tìm kiếm. Thông tin. Thông tin. Lấy ra thông tin của cái máy tính này. Gì nữa? Lấy ra cái gì? Còn gì nữa? Hả? So sánh nhá, so sánh với cái gì? So sánh kiểu gì? Gì nữa nào? Chức năng. Chức năng. Cái gì ạ? Muốn lấy ảnh của sản phẩm này ra là sao? Chúng ta có function gallery. Đâu nhất thiết lấy thông tin của cái máy này thì cái thông tin đấy phải nằm trong máy này đâu. Rồi ok, cứ tạm thời bỏ đi đã. Các bạn vẫn chưa hình dung ra. Cứ từ từ. Thấy chưa nhỉ? Đây là các cái chức năng của nó. Và các cái thành phần thuộc tính của nó, và đây là các cái hành động của nó, đúng không? Xong. Bây giờ chúng ta dùng cái máy tính này thì dùng kiểu gì? Ví dụ tạm thời tôi comment hết cái mớ này vào nhá. Tạm thời comment hết cái mớ này vào. Bây giờ tôi muốn tạo ra một cái lớp là lớp máy tính, dùng một cái tạo ra một cái biến là một cái máy tính. Ví dụ tôi để là con Lenovo chẳng hạn. Lenovo bằng một cái máy tính. Thì làm nào? New. Đúng chưa? Sai. Tạo gì? Phải bê cái nội dung ở trong đây lên đằng trước. Bê nội dung toàn bộ cái mớ này. Ví dụ tôi bê hết cái mớ này, tôi đưa lên đây thì tôi mới tạo được cái new máy tính. Bây giờ không thì nó đào đâu ra nó dùng. Thử nhá. Đây này. Uncatch error class máy tính not found. Cái lớp này chưa được định nghĩa ở phía trước đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải require one cái máy tính .php vào đây. Được chưa? Require one cái máy tính vào đây thì bây giờ chúng ta mới có cái và đam ra cái Lenovo. Được chưa? Thì giờ mới chạy được này. Giờ lại trở về như lúc nãy đúng không? Chúng ta chỉ khác cái là chúng ta require one nó vào trong thôi. Được chưa? Đó, dùng máy tính thì chúng ta gọi đến xét thuộc tính rồi thì gọi các hành động của nó thì thoải mái. Được chưa nhỉ? Xong. Đấy là chúng ta tạo ra một cái lớp mới và sử dụng nó. Còn nào thắc mắc gì nữa không? Còn ví dụ như của Đàm nhá. Cái Lenovo này đúng không? Có cái cấu hình. Ý là bạn là như thế này đúng không? Ví dụ là về màu sắc này. Màu sắc này. Nó là màu đen chẳng hạn. Rồi thì về cân nặng, trọng lượng thì nó sẽ là 1.7 cân chẳng hạn. Như này đúng không? Được, chẳng ai cấm cả. Hoàn toàn được. Xong chưa? Bây giờ chúng ta cũng va đam rồi, xem có được không. Đấy, cấu hình bằng một mảng là trọng lượng và màu sắc. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái khái niệm là hàm khởi tạo. Thì chúng ta viết theo tôi nhá. Chúng ta có function hai cái gạch dưới ấy. Construct
đóng mở ngoặc. Sau đó đóng ngay cái cửa nhé. Được chưa? Hàm construct. Bây giờ các bạn echo này. Construct function. Xong rồi đến ở đây có một cái br chấm phẩy vào. Được chưa? Coi này. Có gì? Construct đúng không? Nó hiển thị cái nội dung tôi echo nằm trong cái hàm construct đúng không? Được chưa? Nó hiển thị trước hay sau khi va đâm? Trước khi va đâm đúng không? Nhưng mà ở ngoài này tôi có gọi đến cái hàm nào gọi là hàm construct không? Không. Đúng chưa? Thực ra là thế này, cái hàm này người ta gọi là hàm khởi tạo. Và vì sao người ta gọi là hàm khởi tạo? Bởi vì khi chúng ta new cái object ra là hàm này đã chạy rồi. Khi new xong là hàm đã chạy luôn. Bây giờ mà nó thực thi tất cả các câu lệnh nằm trong này, thì đấy là cái hàm người ta gọi là hàm khởi tạo. Được chưa? Thế vậy tác dụng của nó là gì? Là khi chúng ta muốn gán sẵn những cái thuộc tính nào đấy hoặc là thực thi một cái hành động nào đấy của cái đối tượng này, ngay lập tức khi nó new ra thì chúng ta sẽ viết code ở trong hàm khởi tạo. Đấy là một. Cái thứ hai, các bạn hoàn toàn có thể làm như này. Ví dụ tôi viết là IP tên, cái biến là IP tên bằng null phẩy IP hãng sản xuất bằng null. Xong ở trong này tôi viết $this trở đến tên bằng IP tên, $this trở đến hãng sản xuất bằng IP hãng sản xuất như này, không có return gì cả, viết thẳng như này luôn. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta có gì? Nếu mà viết như này chúng ta có gì? Các bạn coi nhá. New máy tính này. Cái đầu tiên là tên máy đúng không? Lenovo ThinkPad. ThinkPad T40 chẳng hạn. Được chưa? Hãng sản xuất là Tàu Khựa. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta va đâm này. Tên Lenovo ThinkPad, hãng sản xuất Tàu Khựa luôn. Chúng ta không phải gán biến nữa đúng không? Chúng ta không còn phải như thế này, Lenovo trở đến cấu hình bằng giá trị gì đấy, mà chúng ta có thể gán trực tiếp ngay khi chúng ta tạo ra object. Được chưa? Nó nhàn hơn không? Dễ dàng hơn cho chúng ta code đúng không? Thì chúng ta tóm lại cái hàm construct nó cũng là một cái hàm thôi, và nó có thể nhận được các cái tham số giống như hàm bình thường, sau đó nó có thể tạo ra gán các cái giá trị được nhận cho các cái thuộc tính ở trong cái đối tượng mà chúng ta vừa mới tạo ra bằng cái this cho đến tên thuộc tính bằng cái giá trị nào đấy. Được chưa nhỉ? Thì đấy là cái lợi ích của cái hàm construct này. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Trông mặt đầy thối. Thấy chưa? Đấy là cái hàm construct. Tiếp tục nhá. Nay để giới thiệu hết về đối tượng. Hy vọng sang được một thuộc tính ở trong cái bốn cái tính chất. Tiếp theo này. Ở trong hàm của chúng ta không chỉ có thuộc tính
hành động mà chúng ta còn có thể có, chúng ta có thể có hằng số, ví dụ như constant. Constant là bằng là, để cái này là cái gì nhỉ, danh mục đi, danh mục là bằng giá trị, là máy cây, máy cây, ví dụ như này. Đúng không? Thì constant là gì? Constant nó là một cái hằng, nó cũng có tên nhưng mà giá trị của nó không bao giờ thay đổi được, đúng không? Thì chúng ta truy cập vào chúng ta lưu ý này, chúng ta hoàn toàn có thể truy cập được, có nghĩa là hiển thị được cái giá trị của một cái constant của một cái lớp bằng cách như sau này. Máy tính 2 chấm danh gạch dưới mục, đúng là tên của này không, tên constant 2 danh mục, được chưa? Bây giờ tôi uncomment cái lớp động vật này đi. Tôi uncomment cái lớp động vật này đi. Trong này tôi cũng có một cái cons là danh mục bằng động vật. Được chưa? Như bình thường, nếu mà chúng ta tạo ra constant thì chúng ta sử dụng cái hàm là hàm define, đúng không? Hàm define để tạo ra một cái danh mục, một cái constant. Thì ở đây chúng ta, nhưng mà cái constant đấy ấy, ví dụ như này, define ra đây là user role chẳng hạn vậy, đây là admin, tôi viết bằng một string là admin, sau đó tôi tạo ra một cái constant nữa là moderator, như này có chạy không? Nếu tôi để như này có chạy được không? Thử nhá. Đây. Constant user role already defined. Tức là cái constant user role này tôi đã tạo ra rồi. Bây giờ tôi lại gán lại giá trị cho constant lần nữa thì nó không cho phép, báo lỗi ngay lập tức, đúng không? Thì tôi phải bắt buộc chỉ tạo một cái constant ra thôi. Nhưng mà các bạn nhìn thấy ở đây này, constant của cái lớp động vật cũng tên là danh mục, constant của lớp máy tính cũng tên là danh mục. Có được không? Đây là constant mà. Thậm chí là tôi bê cái này trở thành danh mục luôn, liệu có được không? Dùng nó có bị conflict nhau? Thử cái nhá. Chạy chưa có cái gì. Dòng 19 đây là cái gì hả? Cái gì mà đóng vào? Không cần, đóng PP không cần, được quăng đi luôn này. Ít ra là không có lỗi, đúng không? Bởi vì tôi đã echo cái gì đâu, đúng nhá. Rồi bây giờ chúng ta echo, chúng ta echo ra cái danh mục này, danh mục. Bây giờ nó lấy giá trị nào? Admin, đúng không? Chính xác. Tiếp theo này, động vật 2 danh mục này. Bây giờ giá trị là gì? Động vật. Bây giờ đến máy tính 2 danh mục ra gì? Máy cây à? Sai, đã require đâu, đúng chưa? Đây này, thì chúng ta phải require vào đây cái máy tính chấm php thì chúng ta hoàn toàn có thể làm để tính ra máy cây bình thường, đúng chưa? Đấy là cái constant nằm trong các cái lớp của chúng ta, được chưa? Cách dùng thì là tên lớp 2 tên constant, vậy thôi, được chưa? Xong chưa? Tiếp tục này,
Vẫn chưa hết. Đang tiện cái hai chấm này chúng ta còn có thể hai chấm cái gì nữa. Lúc nãy là chúng ta hiển thị đến tên một hiển thị một cái giá trị, một giá trị của một cái thuộc tính thì là mũi tên như này đúng không? Mũi tên như này đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta cũng có lấy được một giá trị thuộc tính nhưng mà bằng cái hai chấm này. Tôi sẽ có là static đô la là giới tính bằng đây là male đi, ví dụ đấy. Được chưa? Bây giờ tôi lại hai chấm động vật hai chấm này đô la giới tính. Các bạn nhìn thấy nó có khác gì so với các cái việc mà tôi lấy ra các cái thuộc tính của các cái lớp, của các cái đối tượng. Cái này có phải new không? Không phải new. Đúng chưa? Không phải new. Mà nó là chúng ta có cái, những cái thứ như này này, người ta gọi là những cái thứ gọi là config, đặt sẵn ở trong một cái lớp, sau đó chúng ta có thể truy cập được đến nó, thường thường là đọc ra thôi. Chứ ít khi mà thay đổi lắm, ít khi người ta tiến hành thay đổi các cái giá trị ở trong này lắm. Với constant thì không, chắc chắn là không thể thay đổi giá trị được đúng không? Thế nhưng mà với cái static variable này có thể thay đổi giá trị. Đây chúng ta thử này, đầu tiên là echo ra cái này nhá, sau chúng ta cộng với một cái br. Sau đó chúng ta lại thiếu cái đóng ngoặc. Sau đó này, chúng ta lại tiến hành là động vật hai chấm đô la giới tính bằng female. Sau đó lại duplicate thằng này lên, move xuống dưới. Chúng ta coi nhé. Lúc đầu nó bằng male, lúc sau nó bằng female. Chẳng qua nó hơn các cái thể loại thuộc tính khác ở chỗ là nó không có new cái gì ra thôi. Đây người ta gọi khái niệm static này là khái niệm là biến tĩnh. Biến tĩnh thì chúng ta không cần phải tạo đối tượng mới ra. Được chưa? Và cũng không thể this trỏ đến được. Được chưa? Biến tĩnh thì không cần phải new object mới dùng được, và cũng không thể dùng this để trỏ đến nó được. Được chưa? Lưu ý cái này. Nó chỉ là một cái tính năng để giúp chúng ta sau này, nó sẽ giúp ích chúng ta khá nhiều thôi, chứ còn nó khác hoàn toàn so với cái thằng này, thuộc tính bình thường. Bắt đầu thấy hại não rồi đấy nha, nên là tử tế một tập trung một tí. Được chưa nhỉ? Static variable thì có thể lấy ra được bằng cách này, và cái variable thì nó có thể thay đổi giá trị được. Được chưa? Được chưa? Rồi xong. Tiếp theo đến một cái đau đầu nữa này, đến một cái hại não nữa này. Bây giờ chúng ta đã có static function này, constant này. Bây giờ chúng ta static variable. Bây giờ chúng ta sẽ đến với static function. Static function. Đây là get lấy giới tính. Đóng mở ngoặc như này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ echo ra là giới tính text, ví dụ thế. Tôi viết bừa mà tôi cũng chẳng nghĩ ra cái gì, tôi viết bừa. Được chưa? Bây giờ truy cập vào cái hàm này thì làm nào? Lại echo động vật hai chấm như thế này. Được chưa? Xếp xuống chạy này. Chạy được đúng không? Nhưng mà cái trong cái này các bạn để ý này. Echo $this trỏ đến tên có được không? This trỏ đến tên. Được à? Không. Lại không là được. Có được không? Bỏ mắt. Bởi vì chúng ta có new đâu mà this. Đúng không? Chúng ta không hề new thì làm sao mà this được?
Chính xác không? Nó chưa phải là cái đối tượng nào cả, cho nên chúng ta không thể this được. Được chưa? Trong hàm static không bao giờ sử dụng $this được. Lưu ý nhá. Cái hàm này dùng để làm gì? Cái hàm này thường thường ấy, ví dụ như có những cái, ví dụ chúng ta có cái lớp lớp nào đấy liên quan đến việc tính toán, chúng ta có những cái hàm riêng để tính toán mà chỉ có cái lớp đấy có thôi, đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể mà không cần thiết phải new, thì chúng ta tạo ra một cái hàm, coi như là cái hàm này nó là cái đặc trưng của cái lớp đấy rồi, chỉ có mình nó có thôi. Chúng ta muốn dùng thì chúng ta chỉ đơn giản gọi tên cái hàm, gọi tên cái lớp 2.2. gọi tên hàm, chuyển tham số, tính toán lúc output ra, thế là xong. Được chưa? Ví dụ như chúng ta có lớp là lớp con người đi, class là con người như này. Trong cái lớp con người chẳng có thuộc tính quái nào cả, nó chỉ có mỗi một cái lớp, mỗi thuộc tính nó biết tính tổng. Con trâu con bò là không biết tính tổng, còn con người thì biết tính tổng, có vậy thôi. Thì chúng ta có một cái static function là tính tổng, nhận vào đây một tham số a và một tham số b, đúng không? Chúng ta echo ra là đô la a cộng đô la b, vậy thôi. Bây giờ chúng ta muốn tính tổng đi, thì gọi đến tìm đến thằng con người nó biết tính tổng, thì chúng ta có con người 2.2 tính tổng, đây là 5, 6, được chưa? Thì có mỗi cái thằng này nó biết tính tổng mà, còn thằng nào biết tính đâu, thì chả gọi nó. Xóa này đi. Bằng 11, đúng không? Những cái thứ gọi là cái tính năng như thế này thì chúng ta chẳng cần thiết phải new làm cái gì cả cho nó mệt người. Đúng chưa? Đó, chúng ta hãy lưu ý. Chúng ta nãy giờ có rất là nhiều thứ lằng nhằng. Từ biến, từ thuộc tính này, hành động này, constant này là hằng số này, static variable này là biến tĩnh, và static function là hàm tĩnh. Được chưa? Đó, nãy giờ là học khá nhiều ấy, cực kỳ nhiều đấy. Sắp loạn rồi, yên tâm, tôi nhồi thêm một tí nữa là loạn, loạn chắc luôn. Thêm một vài từ parent, cell rồi thì static vào phát loạn ngay. Chắc chắn loạn ngay. Được chưa nhỉ? Thôi bây giờ đến cái phần vui vẻ hơn này. Xong chưa? Nhớ cho tôi những cái đặc tính của nó thôi là được rồi. Chưa cần phải là sâu làm gì cả. Mấy nữa chúng ta luyện tập thì sẽ sâu hết. Được chưa? Bây giờ đến phần vui vẻ hơn tí này. Lại quay trở lại với ngài. Quay trở lại với ngài. Cô ghét thế nào? Rồi, mô tả cho bạn. Lớp chúng ta cần một, trong hệ thống của chúng ta có một cái lớp đối tượng tham gia gọi là thang văn. Mô tả của cái lớp này cho tôi. Không biết, mô tả đi. Khó thì cần cô làm, còn dễ thì cô phải làm đâu. Dễ thì để đến được nó là. Vậy chứng tỏ là nó có cái đặc tính gọi là làm việc dễ. Đúng không? Đặc tính gọi là... Cái gì? Dễ. 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 Em biết. Rồi, mô tả lại đi. Nói đùa vậy thôi. Bây giờ nhá, chúng ta đến với cái thuộc tính đầu tiên, tính chất đầu tiên ở trong lập trình đối tượng là tính trừu tượng. Tính trừu tượng thì tính trừu tượng là gì? Tính trừu tượng từ đầu đến giờ chúng ta làm suốt à, từ đầu đến giờ chúng ta làm cực kỳ nhiều. Ví dụ lúc nãy tôi bảo các bạn làm cái cho tôi cái đối tượng và máy tính này, chúng ta thực hành tạo ra cái đối tượng là động vật này, rồi nó tạo ra cái đối tượng là con người này. Thì cái tính trừu tượng là gì? Đơn giản là tìm hiểu xem cái đối tượng đấy nó có thuộc tính gì, nó có hành động gì. B vào code, tạo file, tạo class, tạo thuộc tính, tạo hành động. Đấy là tính trừu tượng. Còn trừu tượng hóa là đưa từ những cái ở ngoài thực thể chúng ta mô tả bằng lời nói, bằng cái tưởng tượng
đưa vào trong cốt thì trở thành cốt của mình và chúng ta sử dụng được nó. Thì đấy là cái trừu tượng. Dễ không? Chưa lên ăn. Rồi, bây giờ cho các mô tả lại cái đối tượng này. Nào, class. Nào. Đóng thế hợp mặt. Tên, tuổi, quê. Còn gì nữa? Những cái đấy nó liều tiểu. Đặc tính nổi bật của nó là gì? Nói nhiều. Rồi. Và va hay là constant? Va là cái thuộc tính nói nhiều là có thể thay đổi được. Còn constant cái thuộc tính constant. Constant. Nói nhiều. Nói nhiều bằng gì? Chui phun. Chu. Chu. Yep. Đi nhá. Có hành động đánh người không? Có. Có phải là static không? Có phải static function không? Không phải new đấy. Rồi, static. Đánh người. Đây là user. Đánh ngay của cái thằng này. Đó vào vào. Đi nữa. Bây giờ không nghĩ ra. Bạn sao mà không phải. Em vừa nói xấu nó xong bây giờ phải bỏ đi nó. Để nghĩ về nó không đánh. Rồi lắm. Thấy chưa? Thì ví dụ như chúng ta chúng ta muốn mô tả một cái thuộc tính gì đấy ấy, thì nó không đơn giản đấy là chúng ta làm đâu. À, mô tả đối tượng gì đấy nó không đơn giản chúng ta làm đâu. Đây là nói vui thôi. Khi mà chúng ta mô tả đối tượng này thì thường là như này. Khi mà vào dự án thực tế, các đối tượng của chúng ta hầu hết là từ DB ra. Hầu hết đa phần là từ DB ra. Ngoài ra nó thêm những cái lớp để giúp chúng ta code nó dễ dàng hơn, đúng không? Thì các cái lớp này nó được tạo thành từ cái DB là một, từ cái SRS nữa là 2. Biết SRS là cái gì không? Software. Rồi là gì? Requirement. Gì đó? S nữa là gì? Sở. Specification. Là đặc tả yêu cầu phần mềm. Được chưa? Cái đặc tả này nó sẽ là cái tài liệu output ra khi sau khi người ta tiến hành đi thu thập thông tin thu thập yêu cầu của hệ thống. Được chưa? Thì nó sẽ là tài liệu output sau của cái tài liệu SR là software requirement. Là khách hàng ấy khi mà họ đặt hàng chúng ta làm một hệ thống gì đấy. Được chưa? Thì chúng ta phải hoặc là cái đội BA ấy là phải sang nói chuyện với họ, thậm chí là sang cái on-site để tìm hiểu quy trình làm việc của hệ thống của họ luôn, sau đó viết lại để mô tả lại thì quy trình làm việc của họ như nào, sau đó đưa về Việt Nam chẳng hạn. Thì những mấy cái ông mà đầu gói ở Việt Nam, đầu chọc ở Việt Nam ấy, nhiều kinh nghiệm chẳng hạn, thì sẽ tiến hành là bóc tách cái software cho mình ra, đưa cho các chức năng. Đấy chưa? Đưa những chức năng, đưa những cái đối tượng, thiết kế cơ sở dữ liệu và cuối cùng phải đưa cho cái độ triển khai ở dưới. Cái độ đấy là cái độ code.
Được chưa? Thì đấy là cái tài liệu Software Requirement Specification là nó lấy được từ đây, các cái class lấy được từ đây. Ngoài ra các cái class của chúng ta nó còn có là những cái class về structure. Nó là những cái lớp để giúp chúng ta tương tác hệ thống dễ hơn. Ví dụ như sau này các bạn học về MDC thì chúng ta sẽ biết là có cái lớp controller để xử lý logic, lớp ground và lớp xử lý về URL và dài đó. Ví dụ như vào trong Laravel có những cái đặc trưng migration là để giúp chúng ta tạo ra các bản cơ sở dữ liệu và công nghệ về DBC link là cái lớp để giúp chúng ta có thể chúng ta tạo sẵn ra những cái dữ liệu mẫu ở trong cơ sở dữ liệu luôn bằng PHP, chẳng có làm cái gì động chạm cơ sở dữ liệu ngoài việc tạo ra cái database đó. Thì đấy là những cái class của chúng ta phải phụ thuộc vào những cái yếu tố như này, được chưa nhỉ? Đấy là cái tính trừu tượng. Nói thì dễ, làm không dễ đâu, làm không hề dễ đấy nhỉ. Rồi xong tính chất đầu tiên là tính trừu tượng. Cái tính chất này chúng ta cũng phải cốt mãi rồi, không phải cốt, không phải lấy ví dụ. Tiếp theo tính chất thứ hai là tính kế thừa. Cái này dùng nhiều, cái này tí nữa sẽ làm cho đau não luôn, thái não cực kỳ. Tính kế thừa. Kế thừa là gì? Thế nào xem người thừa kế đó. Tôi chưa xem, tôi chỉ biết mỗi cái tên phim thôi, tôi chưa xem. Sao bắt đầu làm lại lấy quyền. Tính kế thừa là gì? Chúng ta sẽ có cái khái niệm là lớp cha và lớp con. Lớp cha và lớp con thì thể hiện cái tính chất kế thừa này bằng cách là cái lớp con này sẽ kế thừa cái lớp cha này bằng cái từ khóa là extend. Ví dụ như sau, chúng ta có lớp con người là kế thừa vào lớp động vật đúng không? Lại chả đúng, người không phải động vật à? Chẳng nhẽ là thực vật đúng không? Thì chúng ta thể hiện cái mối quan hệ là kế thừa đấy bằng cách là viết đây là extend cái lớp là động vật. Nó chỉ đơn giản như thế này thôi, được chưa? Thế kế thừa thì nó được cái gì hả? Gì vậy? Nói thì nói to lên cứ ỏn ao ỏn nè. Sao chúng ta có gì? Đô la văn, anh văn bằng new con người, đúng không? New con người. Rồi chúng ta va đâm ra mổ xẻ thằng anh văn này xem nó có cái gì. Được chưa? Lớp là lớp gì? Con người, nhưng có thuộc tính gì? Tên, tuổi, cân nặng. Nhưng mà những cái thuộc tính này ở trong này có, ở trong con người có. Có đâu có. Nó không hề có các thuộc tính này. Nhưng mà bởi vì nó kế thừa cái lớp động vật kia, mà lớp động vật này lại có các thuộc tính này, cho nên là cái lớp con người này sẽ được kế thừa. Và cụ thể là thằng anh văn này sẽ được kế thừa các thuộc tính đấy. Đấy chứ nhỉ? Bây giờ tiếp theo này, cho thằng này đi ăn, cho thằng anh văn này ăn. Đô la anh văn trở đến hành động ăn. Thằng này ăn hôm nay chửi láo, chỉ được ăn nửa cân thôi. Đó, sau chúng ta lại tiếp tục 3 năm cho thằng anh văn tiếp. Được chưa? Cái hàm ăn này ở trong cái lớp con người có không? Cân nặng nun sau khi ăn xong nặng 0.5 cân. Được chưa? Đó, thì là sao? Khi một lớp kế thừa một lớp khác, nó toàn quyền được sử dụng các thuộc tính
có sẵn ở trong lớp cha và các cái phương thức có sẵn ở trong lớp cha. Tất nhiên chỉ kế thừa những cái phương thức nào là public và protected thôi. Mấy nữa chúng ta học đến lớp cái tính chất kế thừa thì sẽ biết. Có kế thừa được cái danh, có kế thừa được cái constant không? Thật không? Đây nhá, echo. Echo ra con người. Hai chấm, danh mục như này đúng không? Có à? Thế bảo là có à? Đây. Cứ chém bừa đi lại hên đi nó là sao? Đấy chưa? Nó kế thừa được hết. Kế thừa cho bằng hết. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Tiếp theo này. Bây giờ đến cái đoạn hại não à. Chúng ta có lớp là con mèo cũng kế thừa lớp động vật. Không có gì cả, trong này không có gì cả, tôi bỏ hết đi. Có mỗi này rồi. Được chưa? Tôi thực thi một hàm là static function là đi ngủ. Được chưa? Trong này tôi sẽ return. À, tôi có cái biến. Cái biến là model bằng new static. Từ mới trong tiếng Anh. Static. New static. Được chưa? Bây giờ tôi có gì này, xem này. Lại thằng Anh Văn. Bằng này. Con người hai chấm đi ngủ. Bây giờ Vadam. Thằng Anh Văn. Bây giờ nó thành cái gì? New thì là cái gì rồi? Tạo mới một object đúng không? Được chưa? New thì là tạo mới một object. Nhưng mà bây giờ nó lại new static cơ, thì mới cay. Là gì? Đấy này. Nó gọi cái hàm đi ngủ này từ lớp nào? Lớp con người đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta coi nhá. Wow, sao nôn ta? À, chưa return. Return model. Xin lỗi các bạn. Sao có gì? Object là con người. Đúng chưa? Object là con người này. Tiếp tục này. Bây giờ là con tôm. Nó là con mèo. Cũng gọi cái hàm đi ngủ. Bây giờ tôi va đam ra con tôm. Được chưa? Thế nó trả về chúng ta cái gì? Con mèo. Đúng không? Thế bây giờ cái static là cái gì? Cái static này là cái gì? Cái static này này, nó tương đương với cái việc như này. Với thằng Anh Văn. Với anh Văn khi mà gọi từ cái lớp con người, thì nó bê cái chữ con người này thay vào cái lớp new. Nó thay cái chữ con new, cái chữ static cái bằng cái chữ con người. Với con tôm, nó bằng con mèo đúng không? Thì nó thay cái chữ con mèo này lên trên này. Thay đúng vào cái chỗ static luôn. Tạo ra một cái đối tượng mới từ cái nơi, từ cái lớp mà nó gọi đến cái hàm static. Được chưa nhỉ? Đấy là cái ý nghĩa của từ static. Xong chưa? Rồi. Tiếp theo nhá. Các bạn coi này. Ở đây chúng ta có một cái static variable or static dollar table bằng people. Được chưa? Có ý nghĩa là gì?
có một cái biến static tên là table thôi, giá trị là people, tương đương với cái bảng của cơ sở dữ liệu mà cái bảng mà cái lớp này sẽ đại diện này. Được chưa? Coi nhá. Model trỏ đến tên bảng chẳng hạn sẽ bằng static 2.2. Dollar table. Được chưa? Coi này. Bây giờ tôi lại hiển thị ra thằng Anh Văn. Ôi giời ơi. Con mèo stay ở đây, cái này thằng này cũng phải có. Cat. Object của thằng Anh Văn là con người nhá. Chưa? Tên bảng đại diện là people này. Được chưa? Bây giờ đến con mèo này, con tôm này. Tên bảng là cat này. Được chưa? Thì sao? Đấy, thấy cái từ static nó có ý nghĩa gì không? Nó truy cập đến những cái tài nguyên. Thứ nhất là có thể giúp tạo ra cái object của lớp con. Cái lớp mà gọi đến ở đây này. Cái lớp mà trước cái dấu hai chấm hàm ấy. Được chưa? Cái thứ hai nữa là truy cập đến những cái tài nguyên nằm trong cái lớp. Nằm trong, à, lấy được những cái tài nguyên static nằm trong các cái lớp con. Được chưa? Cái này là gì? Tại sao tôi giới thiệu cho các bạn? Bởi vì như này. Sau này khi chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu ở trong các framework thì người ta thực hiện câu lệnh select. Thực hiện câu lệnh select, người ta không phải khổ chúng ta đâu. Người ta không phải là cái gì con bằng new video gì đấy xong bắt đầu SQL bằng select sao from cái bảng gì đấy đúng không? Nó rất là dài, bỏ đi. Người ta không làm thế. Mà người ta muốn lấy toàn bộ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu gì? Người ta đơn giản hả? Ví dụ lấy toàn bộ dữ liệu trong bảng con mèo đúng không? Con mèo. Con mèo. 2.2.on. Đấy. Chào hết tất cả dữ liệu ở trong bảng get ra bài gắn cho một từ biến và tính get bằng này. Thực hiện câu lệnh select sound from bảng tên bảng gì đấy where chúng ta có gì vẫn là con mèo 2.2. Where ở đây điền giá trị là cái gì, ví dụ tuổi, cái cột tuổi lớn hơn, lớn hơn 2 sau trỏ đến get. Cái này sẽ trả lời tất cả các cái bảng ghi ở trong cơ sở dữ liệu thỏa mãn điều kiện cái cột tuổi có giá trị lớn hơn 2. Duy nhất một dòng, duy nhất một dòng này tốt, có thấy sớm không? Làm được như này sớm quá đúng không? Không phải khổ sở nữa các bạn. Làm được như này tốt quá. Nhưng mà người ta làm được phải. Và người ta sử dụng cái trò nãy giờ chúng ta làm ở đây. Đó, đơn giản lắm. Xem nhé. Bây giờ chúng ta có cái, ví dụ tôi cứ lấy cái đi ngủ nhé. Được chưa? Chúng ta sẽ có câu model trỏ đến query bg bằng select sound from cộng với static 2.2. Dollar table như này. Trả về model đúng không? Được chưa? Chúng ta có gì? Vẫn là con mèo đúng không? Select sound from cat. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. Đây là con người, thằng Anh Văn quên. Select sound from people. Xong chưa? Và quan trọng các bạn nhìn nó trả về đây là cái gì? Object đúng không? Object thì sao? Ví dụ tôi viết thêm ở đây một cái hàm là hàm function bình thường get nữa. Trong này nó sẽ tiến hành là echo ra return. Return cái this trỏ đến query builder như này. Thì sao? Tôi va đâm nhé. Thằng Anh Văn này bằng đi ngủ này.
trỏ đến S. Có được không? Dữ liệu trả về là cái gì? Dữ liệu trả về của cái hàm đi ngủ là cái gì? Object, đúng không? Mà trả được object thì có thể trỏ được đến một cái hàm thuộc về cái lớp đấy không? Được chưa? Đúng nhá? Rồi coi nhá. Xong chưa? Việc còn lại trong hàm get là gì? Việc còn lại trong cái hàm get này là gì? Tạo ra kết nối, rồi new PDO trong đấy. Xong bắt đầu là lấy dữ liệu ra từ cái câu query header này. Xong. Thấy chưa? Chúng ta hoàn toàn thể làm được giống như các cái framework khác. Chuyện bình thường. Thế tôi bảo là đến cái phần này rất là hại não. Cho nên là phải tập trung vào học những cái phần trước đi. Thấy chưa? Phần này làm rất hay. Nhưng mà khá khó. Khá khó chứ chưa phải là khó. Thế à? Sau này khi mà chúng ta đã để làm được ấy, thì chúng ta sẽ phải làm được những cái thứ như thế này. Sau đó là ví dụ như kiểu là cái đối tượng, cái model là con mèo này. Cái việc xóa được một từ đi ấy, nó đơn giản kỳ luôn. Ví dụ con cat này bằng con mèo i.i.file file dựng cái id ở đây, id truyền cái id con mèo ở đây, lấy ra một đối tượng xóa con mèo đi, đô la cat trỏ đến delete một phát như này xong, xóa chỉ dùng hai dòng thôi. Còn insert update là gì? Sau khi chúng ta gắn các cái giá trị của các thuộc tính vào đúng không? Chúng ta chỉ đơn giản là ví dụ con cat này trỏ đến save file, tự động update của mình là insert luôn. Bất biết là mày thuộc tính như nào, nếu có ID thì tao tự động insert, nếu không có ID thì tự động nào update. Nó sẽ phụ thuộc một cái yếu tố nào đấy, chủ động tự làm. Nhưng mà chúng ta khi dùng chúng ta viết thẳng trên file xong. Đấy là các cái ứng dụng của cái kế thừa. Đây chỉ có kế thừa rồi đấy, chưa có cái gì gọi là cao siêu. Được chưa? Trông nhìn chán thế. Phải làm được những cái thứ như thế này thì các bạn ra trường các bạn mới tự tin được. Ra trường tự tin đi xin việc được. Được chưa? Rồi hôm nay chúng ta chỉ vậy thôi.